Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Jackhammer Z-Killer đi lên C4. Cái khẩu này thì các bạn có thể nhận được vĩnh viễn thông qua cái hòm VIP 2 khi mà các bạn điểm danh 3 ngày. Cái set đồ mình mang theo cover cho cây Jackhammer này đó chính là cây cung Zonda. Thì cây cung này các bạn có thể kiếm qua cái rương cô hồn ấy, thì nó sẽ cho đồ ngày. Thì tại sao mình lại mang cái này cover? Hồi trước thì mình tính mang cây lục đầu bò, nhưng thực ra thì cây này nó cover tốt hơn. Hoặc các bạn có thể thay thế bằng cây, nếu các bạn không có cái cung Zonda này, các bạn có thể thay thế bằng cái lục bạc, thì nó sẽ cover cũng khá là ok. Nhưng nếu các bạn có cung thì nó tuyệt vời hơn. Hồi trước thì mình tính mang theo cái lục đầu bò cover cơ, nhưng cái hạc này thì không có. Mà cái hạc của mình thì thực sự là có lục đầu bò, nhưng cover nó không tốt bằng cây cung này. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng vào rank nhá. Rồi thôi xong. Chúng ta sẽ gặp người bên clan Genius. Rồi, clan top 1, top 2 gì đấy. Rất là hổ báo. Rồi mình nghĩ là trận này rất là khoai. Cẩn thận, Genius biết rồi. Rồi có thanh niên đã chat lên luôn. Chắc chắn là run tay lắm đây. Từ từ thôi bạn ơi. Từ từ thôi, chúng ta sẽ... Ui, mới nói xong đã có người nằm xuống rồi. Đây là mình đi theo cùng clan của chủ ạc này. Một clan cũng khá là hay, chuyên đi lên C4 các kiểu. Anh em hay lập team đi C4 lắm anh em ạ. Nếu mà các bạn có điều kiện thì hãy vào clan này, rất là phê. Để xem nào. Này thì rào đẩy này. Đẩy đi bạn ơi, đẩy đi. Tôi cầm shotgun ở đây. Đẩy lên là biết ngay à. Này thì cũng rồi, tạch. Nó sao chết rồi. Ghê nhở. Thằng kia tự dưng mới lấp ló một cái chết luôn. Đáng hết cả lòng. Cứ đợi các bạn lao lên thì mình đi theo sau thôi. Hai thằng chết rồi. Để nhà nó kìa, nhà nó có kìa, nhà nó có người. Nhà Oshin. Lên đây xem á, bước đến đèo ngang bóng xế tà. Nhưng thôi, đèo ngang và bóng xế tà thì không chơi được. Ui, gì đấy? Gì đấy? Rồi lại nguy hiểm. Ui, thôi, xong lại sau lại có hai thằng luôn thế này. Cứ tưởng là một thằng thôi. Từ từ bạn ơi. Rồi, flash nổ muộn rồi. Ôi, đắng thế à trời. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, ba chìm bảy nổi với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Tuy là mất trinh nhưng mình vẫn có tấm lòng son nhá. rào kìa. Rồi mất tin một lần rồi. Rồi chắc chắn mất tin một lần thì những lần sau thì sẽ mất tiếp thôi. Các bạn nên cứ tự xác định đi. Cây HL. Ui nổ ấy. Hay thế rồi, bạn quá đen rồi. hay không bằng hên là đây ấy. Tuy là clear được team, nhưng bạn ấy cũng không thể gỡ được bom. Rồi chúng ta sẽ ném một quả khói smoke vào khu vực mid để chặn đi cái những tia mắt đến từ những thanh niên sniper. Không biết là bên người ta có sniper không, hình như là không có. Có tinh thì phải có một thằng của clan Leon hay đứng kênh ở mid. Thế như tận hai thằng lúc nãy, hai thằng luôn. VL các thím. Kênh gì mà kênh tận hai thằng ở mid luôn ạ. Bình thường người ta kênh một thằng ở mid thôi. Cái định mệnh nữa, kênh tận hai thằng, bảo sao? Rồi, thế thì không yêu rồi, không yêu đương gì hết rồi. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Nếu anh lấy phải nàng, anh thà cắt thắt cổ cho nàng ở không. Chứ không là, quyết tâm là không lao vào hiến mạng. Dại gì, ngu gì lao vào hiến mạng. Biết ngay, có thằng kênh thằng đấy là... Clan Leon đấy. Đừng đùa, thằng đấy gánh team ấy. HL à? Công lên luôn. Tao sợ mày quá đấy. Công lên luôn này. Ui ôi. Thôi. Thôi xúi dại rồi đấy. Cái mồm này hay xúi dại anh em. Cứ bảo người ta công lên HL thì người ta bị chết sấp mặt lời này. Rồi ở nhà hồi xin nó có cái thằng Leon. Không sao, tôi lại bước qua đều ngang thôi. Bước đến nhà em bóng xế tà, đứng chờ 5 phút bố em ra. Từ từ đã, mình cài quả bom cái đã. Rồi lơ thơ phía trước vài con chó lác đác đằng sau chết chửa trại. Dưới, ở dưới
Dưới. Sợ quá anh chuồn. Quên đôi dép. Ủa thôi. Quên đôi dép thôi mà. Từ từ nào. Tao sợ mày quá cơ. Đâu rồi? Á, à, trên này. Tình điên. Sợ thật đi chứ. Cầm cái AK VIP lên đứng hổ báo nhìn xuống. Hổ báo nhìn xuống nhưng mình đã kịp cầm cây shotgun và sấp mặt lờ nó. Ở từ từ nào. Đấy, cái thằng đấy lại quyết tâm đứng ở mic bắt hàng. Cạn hết cả lời. Mình thà thắt cổ chứ không để nó giết mình đâu. Mình thà thắt cổ. Anh thà thắt cổ cho nàng ở không. Ngu gì. Rồi anh em hình như là đẩy lên khu vực gà rào đó là dã man. Rồi thiên nhiên chí phèo bắn nó lại. Úi dồi ôi. Lao ra làm cái gì bạn Genos ơi. 0,2 cm. 0,2 mm. Vừa lờ. Từ từ xem nào. Từ từ bạn ơi. Lên đi. Lên đi mình canh cho. Mình canh cho. Yên tâm. Yên cơ mờ nơ rơ. Yên cơ mờ nơ rơ. Cơ mờ nó luôn. Bom ấy. Mình thì mình sợ lắm. Các bạn đặt bom đi. Bước đến đèo ngang là mình đứng ở đây luôn rồi. Méo vào đâu. Bố nó ra nó chém chết đấy. Bây giờ là bước đến đèo ngang thôi. Ở bên Hoàng Lăng thì nhảy đến đèo ngang. Bây giờ đây thì bước đến đèo ngang. Đây chính là một cái đèo rất là khó bước qua. Khi mà bước qua rồi thì chúng ta có thể làm thịt tất cả. Và chúng ta nên đứng kênh ở HL. Đấy có sai đâu. Cậu này đứng HL là tuyệt vời. Úi dồi. Lấp ló gì bằng cái này. Đấy 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 lại cây nhỏ mic. Cày thế. Nhà nó. Nhà của Shin. Thằng đấy chuyên môn là kênh mic. Mình sẽ tính ném quả flash vào để mình lao vào. Ai dè nó nuốt luôn rồi. Thằng kia cầm bom tự dưng này nó lao xuống là chết. Chết sấp mặt lờ. Nó không cài bom hình như là nó không thấy. Không thấy nó mình. Không thấy nó mang bom. Và đấy mình vứt thì nó lao vào nên nó nhặt luôn. Cày quá anh em ạ. Sorry bạn nha. Một pha trót dại. Mình đã quăng bom vào người bạn. Nhưng bạn không biết. Bạn đã đi thăm dò đối phương. Nhưng thực sự là pha đấy bạn không có nhìn kỹ rồi. Bạn là người mang bom đấy. Ô sao trận nào mình cũng mang bom ấy nhỉ? Đùa. Mình ghét nhất là mang bom ạ. Rất là sợ, rất là áp lực. Tại vì bom phải đi sau. Bom mà chết đầu thì đúng là ngu người. Anh em nó chửi sấp mà lờ rồi. Gài bom thôi. Cầm được tay là xé được áo thôi anh em ạ. Rồi cứ qua tới đây thì cứ đặt bom như người. Như trốn không người thôi. Rồi xem nào. Cái khẩu này thì anh em nên canh ở HL thì tốt nhất. Để anh em canh ở chỗ khác. Còn mình thì canh ở hành lang thôi. Tại vì hành lang cái chỗ này rất là gần. Đấy, lao vào đi. Úi dồi ôi, flash. Úi dồi. Tao lại sợ mày quá cơ. Khẩu này mà cứ để ở HL mà táng thì đúng là tuyệt vời. Bố thằng nào chịu được. Bom nổ rồi. Ở tinh nhìn kia rồi. Cái điện mới trên kia, sợ không đặt bom luôn ạ. Rồi đã có những phát thoát ra. Và vào lại hình như là bên người ta có một sự lag không hề nhẹ. Lao lên điên cuồng nào. Đích chờ nữa luôn. Đích chờ nữa luôn. Lao lên điên cuồng. Đố ai định nghĩa được chữ điên. Rất khó cho nên biết chết liền. Đang đi trên đường la một tiếng. Mọi người hốt hoảng chửi là điên. Đúng rồi, gì gì đấy. Từ từ xem nào. Sấy đi. Sấy mệnh vào. Đạn thì thừa. Tiếc đạn làm cái gì. Anh em bắn C4 thì không lấy tiếc đạn rồi. Thằng kia nó nuốt luôn rồi. Bạn mút hàng nhanh quá. Thôi xong rồi trận cuối nhanh quá. Đứng đây không làm được gì. Rồi bây giờ bên team người ta còn một người. Linh cài bom đi. Cài bom đi. Đứng với nhau làm gì. Mình đứng ở đây với các bạn đây rồi. 6 trên 1. Ok tuyệt vời. Rào à. Có à. Rồi ok. Qua nào ấy mẹ. Qua nào. Qua nào bạn ơi. Bạn đi trước đi. Bạn chết trước. Đúng rồi. Mình sẽ ăn hàng.
Ui, hay lắm DM. Rồi tự dưng chết một thành chết hai. Đèn nét rồi. Chúng ta sẽ mình sẽ chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. À, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Trận cuối phụ thuộc đồng đội quá anh em ạ.